Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với clip thứ hai của tuần này. Clip này thì có dao bản Thái dùng để chặt. Anh chị mua hàng thì vẫn thanh toán như thường lệ. Mã đầu tiên hôm nay là mã C38. Tất cả các dao trong video em đều mài bén sẵn nha anh chị. Cây này thì mới mài sơ, không được bén lắm. Global thì thép bao bén rồi. Chị mua hàng là quen rồi. C38, cây này 550. Cây này đúng mã của nó là G77 nha anh chị. Nó sẽ vô cái lô này là nó inside là G2. Nó là đúng mã của nó là G77, một lô thì tầm khoảng 10 cây, mười mấy cây. Thì một lô chắc cũng nhiều mà em lấy thì khoảng mười mấy cây á. Mười mấy 20 cây, in mã là G2. Cây này là G77, size của G77. Dài lưỡi 20, rộng 4,5 cm. Cho một lớp thép Chromova 18, cán inox. Thép bén C39, 800. Cây này bữa lên có mấy cây nè, mà ở nhà còn một cây mà không biết. Có nhiều anh chị chốt loại này lắm nhưng mà em không có nhớ là anh chị nào chốt, cho nên em cứ lên video anh chị cho theo dõi rồi chốt hàng nha em. Anh chị có đặt hàng cho em thì em cũng ghi vô sổ, xong rồi thời gian nó gấp rút quá đó, em chụp em quay nó gấp đó, tới 6:30 7 giờ là tới 6:30 em mới xong rồi 7 giờ là em đăng rồi, cho nên em không thể dò lại từng khách để em gửi hình cho khách xem được. Cho nên anh chị cứ theo dõi rồi anh chị chốt hàng nha. Em đăng thời gian cố định rồi á, thì đúng giờ đó thì lên xem lướt qua, có cây nào mình thích thì mình đặt mua nha anh chị. Cây này 800, 3 lớp carbon, cái gì? Cái Chromova 18 của Global dòng size. Này thiếu cái vân búa nữa là đẹp à. Là đúng của nó. Dài lưỡi 19,3, rộng 4,5. Lưỡi không có tên hãng, ở cán có tên hãng. Dòng này đẹp. C40, 380. Cây Kia, một lớp. Dài lưỡi 18, rộng 4,5 cm, bản rộng. Cán gỗ. C41, dao nguyên khối Nakiri, tên hãng dập chìm. Dài lưỡi 16,5, rộng 5 cm, cán gỗ. Cây này nó hơi hở một xíu nha anh chị. Những cái cây này là dao thái nha anh chị, nó chuyên để thái rau. Việt Nam mình thì thái thịt cá, thái rau, rồi chung thì ok. C42 300 CIHK International. Cây này của em quay. Cán gỗ màu xanh ngọc bích. Cái màu xanh ngọc bích là thì em biết mọi người nói với nhau là cán gỗ thủy tùng, nhưng mà có anh thì anh bảo là không phải gỗ thủy tùng, thì em cũng không rồi mấy anh kêu không có chắc chắn thì mình nói thì gọi là lừa khách vậy. Thì em không biết nó là gì nha anh chị. Tìm thông tin trên mạng thì không ra, mình nghe người ta nói thôi, thì nó sợ nó thông tin nó bị sai. Cây này cán gỗ nó là màu xanh ngọc bích nha anh chị. Màu xanh ngọc bích rất là đẹp. Dài lưỡi 20,6, rộng 4,2 cm, em quay. Dòng này lên bao nhiêu là hết bấy nhiêu. C43, tên hãng dập chìm. Cây này 280. Trên lưỡi nó có hơi lấm chấm nhẹ nha. Trên lưỡi nó dao nó có lấm tấm luôn à. 3 lớp loại thép carbon, cây này còn nguyên bản. Ớt không rỉ. Dài lưỡi 16,8, rộng 4,8 cm, cán gỗ. C44, 400. Dao 3 lớp lõi thép không rỉ, ốp không rỉ, tên hãng dập chìm. Cán gỗ.
lõi thép của nó là DPGol, DPS Gol, dài lưỡi 17,5, rộng 4,2 cm. Cán gỗ đây ạ. C45 350. Cây này của MSC, tên hãng dập chìm. Tên dập chìm ạ. Cây này còn gần như mới nha anh chị. Dài lưỡi 16,6, rộng 4,8 4 phẩy mấy nè. Không có đem cái thước dây. Cái này thì nó đo 4,6. Dài 4,6 cm. Cán gỗ. C46 300. Thép DB, lõi của nó là thép DB. Này lõi này thì nó có rỉ nha anh chị, lõi thép carbon á. Dài lưỡi 16,3, rộng 4,4 cm. Cán gỗ, tên hãng dập chìm. Lưỡi nó có vài vết đen. C47 cây dao nhỏ mỏng. 180, da một lớp thép không rỉ. Dài lưỡi 19,5, rộng 2,9 cm. Dao này không có tên hãng. 180 cây này ạ, cán gỗ. C48 180, tên hãng dập chìm. Da 3 lớp loại thép carbon ốp không rỉ. Dài lưỡi 14, rộng 3,5 cm. Cán gỗ. C49 tên hãng dập chìm, hãng này là hãng cây kiếm anh chị. Rất là đẹp, thép molybdenum hãng TS. 280 cây này. Thép đẹp lắm. Dài lưỡi 14,5, rộng 2,7. Những cái dòng này gần như chưa sử dụng anh chị, sử dụng lướt qua. Rất là đẹp, mới. Cán gỗ đẹp luôn ạ. C50 150, tên hãng dập chìm. Dài lưỡi 11,6, rộng 2,2 cm. Cán gỗ. Cán gỗ nó hở, em nó có đổ keo nha anh chị, nó hơi hở rồi đây. Cái không đẹp. C51 120. Cây dao gọt lõi là thép không rỉ. Nó mạ là mạ chống dính màu đen nha anh chị. Lõi nó là thép molybdenum không rỉ. Dài lưỡi 10,2, rộng 2,2 cm. Cán ở ngoài là bọc cao su. Cán là cái thiết kế của nó thế này nè. Thiết kế kiểu góc cạnh của kim cương đó. Rất là đẹp nha. Dao gọt này rất là đẹp, dễ thương. C52 220. Cây dao gọt của Global. Dài lưỡi 14, rộng 4 cm. Không có tên logo, không có tên hãng. Nó có vải với lăm tấm ở đây. Thép Chromova 18, cán inox. C53 220. Cũng loại đó luôn ạ. Cũng loại Global. Dài lưỡi 12,5, rộng 3,5 cm, cán inox. C54 180. Tên hãng dập chìm. Cái này có đũa keo anh chị, nó có hở và có đũa keo rồi. Cán của nó là nó bẹp, kiểu nó bẹp như thế này ạ. Kiểu dễ thương. Dài lưỡi 16, rộng 4 cm, một lớp thép không rỉ. C55 150. Dài lưỡi 13,9, rộng 2,9 cm. Cán gỗ đẹp. C56 dao gọt 150. Cây này cũng không có tên hãng, hàng em nhập trong lô của hãng Satake. Hàng dao mới, chưa qua sử dụng. Này là lõi thép của nó là không rỉ, ốp của nó là titan, mạ titan nha anh chị, phủ titan. Dài lưỡi 12,7, rộng 2,6 cm. Cán của nó này, cán của nó hơi xước. Dòng này thì cũng đẹp. C57 100. Cái này không có tên logo, nó bị chóc nè anh chị. Chóc cái này là do vấn đề vận chuyển.
Cây này chọt qua cây kia nó tróc nha anh chị, mình về sử dụng nó không tróc đâu. Dài lưỡi 13,7, rộng 3,2 cm. Cán của nó đây ạ. C58 dao thép không rỉ, mạ chống dính 150. Cán của nó hơi hở một chút xíu nè. Dài lưỡi 13,6, rộng 2,9 cm. Không có tên hãng, hàng mới chưa qua sử dụng. Thanh lý, hàng thanh lý của hãng. C59 80.000. Cây dao bánh mì. Dài lưỡi 21,2, rộng 2,5 cm. Cán của nó là bằng cái này là không. Cái này là bằng gỗ. Gỗ, cán nó gỗ. Gỗ mà nó làm hơi lạ. C60 100.000. Cây dao bánh mì luôn ạ. Tên hãng nó đây. Dài lưỡi 20, rộng 2,8 cm. Nó trên này là dùng để dứt thịt nướng. Ở này là còn khui bia nữa, khui đồ nữa, sử dụng tiện. C61 dao Nakiri của Tojiro. Tên hãng là in mực DB thép VG10 800 Nakiri. Dài lưỡi 16,2, rộng 4,3 cm. Khâu liền cán gỗ. C62 700, cái cùng dòng đó luôn anh chị, tép DB Tojiro 700. Dài lưỡi 14,5, rộng 4,6 cm. Cán gỗ khâu liền. C63 750. Cây này là tên hãng dập chìm của Tojiro. Loại thép của nó là thép không rỉ, tên là thép VG10 ạ. Dài lưỡi 17, rộng 4,6 cm. Này hàng nội địa, tên hãng dập chìm nha anh chị. Cán gỗ khâu liền. C64 1.000.000. Dao Damascus của Kia, nội địa. Thép không rỉ, ớt không rỉ. Đường vân của nó thì đẹp rồi ha. Dài lưỡi 17, rộng 4,4 cm. Cái đường vân này, nó ở đây thì không được rõ lắm. Đường vân giữa cái lớp dưới này thì nó mới rõ thôi. Vân hoa, vân hoa nó ở trên. 1.000.000 cây này. C65 của hãng Kai. 3 lớp loại thép carbon ở không rỉ. Cây này 400. Dài lưỡi 16,8, rộng 4,6 cm. Cán gỗ. C66 600. Cái này cán của nó thiết kế hay, nó không biết nó là gỗ, nó không phải là gỗ nhưng mà nó cũng không phải là nhựa anh chị. Cán của nó nè. Dài lưỡi 16,5, rộng 4,4 cm. Cái thép này cũng có mạ chống dính, mạ chống dính cái màu nó thế này nha anh chị. Còn cái đường lưỡi của nó nè, cái mép của nó là thép không rỉ. Cái màu thép của nó là không rỉ, còn cái màu này là màu mạ chống dính. Cái vân của nó 3 lớp nè anh chị, 3 lớp. Đây. Tên hãng của nó đây ạ. Tên hãng 3 lớp. Đường 3 lớp nó đẹp, chống dính. Cái màu thép lạ. C67 350. Này không có tên hãng. Dài lưỡi 17, rộng 4,8 cm. Cán cây này là nhựa. C68 150 titan. Cây này full titan, rất là nhẹ, 150. Dài lưỡi 16, rộng 4 cm. Hàng titan thì nó cứ vậy hoài, mình xài nó cứ vậy hoài nha anh chị. Nó xài mài rất là hao nhám luôn. C69 250. Tên hãng dập chìm, cây này gần như mới anh chị ạ. Cây
cái đường vân này vân giả nha, vân in tạo nét thôi. Dài lưỡi 16,8, rộng 4,5 cm, cán nó là cán nhựa có vết xíu. C70 280 này nó có vết xước nè anh chị, dao thép không rỉ, mạ chống dính, tên hãng nó đây ạ. Cây này với cây C58 nè, nó sẽ đi chung bộ quá. Dài lưỡi 17,5, rộng 4,2 cm, có vài vết chất, cán của nó cũng có hơi hở xíu. Cán gỗ C71 250, tên hãng nó đây ạ, Satake. Về chung dòng á, cán của nó là nhựa, một lớp thép không rỉ có vân búa, mạ chống dính, dài lưỡi 21,2, rộng 4,3 cm. C72 một lớp không rỉ, Satake, về chung dòng luôn nha chị. Tên hãng nó dập chìm, cán nhựa có lỗ chống dính 200, dài lưỡi 21,2, rộng 4,6 cm. C73 cũng của Satake, dòng mới, da mới, chưa qua sử dụng, có rãnh chống dính khâu liền, cán của nó là bằng nhựa, dài lưỡi 18,5, rộng 4,3 cm, có một bên nha anh chị. C74 200 này của Friendship, nó cũng về chung với Satake, cán nhựa. Ê, cán cây này nó có vết nứt nè anh chị, cây này nó có vết nứt ở chỗ cái cán. Cây này em sale còn 180, đâu cái vết đỏ, sale còn 180. Cây này không có vết đỏ lấy vết xanh, 180. Nước. Hàng nhiều mình giá giá mà không có xem được cụ thể, lên quay mới thấy. C75 370 lô hãng Satake, một lớp thép không rỉ, cán gỗ, dài lưỡi 16,6, rộng 4,7 cm, hàng chưa qua sử dụng, thép không rỉ, cán gỗ. C76 chung loại đó ha, trong loại 300, nó không có logo, cán gỗ, dài lưỡi 16,6, rộng 4,6 cm. C77 350 của Satake luôn, một lớp không rỉ, cán gỗ, dài lưỡi 16, rộng 4,5 cm. C78 700 dao một lớp. Cây này quên cân, nó tầm khoảng 300 gram á, dài lưỡi 17,4, rộng 8,2. Cây này dài 2 ly, cán gỗ. Cây này là của hãng Toyiro Fuji, 2 ly 6 anh chị ạ. Cái loại này á, nó em về chung với cái cán tay cầm tròn, em bữa em có lên á, em về nguyên lô là hàng mới thanh lý của hãng, thì em cũng có khoảng mấy chục cây á, mấy chục cây loại này. Thì có một cái trang web Việt Nam thì nó sẽ đăng là giá tầm khoảng 600 mấy thôi, nhưng mà hàng của nó là đã hết và nó bán lâu lắm rồi, hàng về lâu lắm rồi, hàng về của trang đó nó cũng là hàng thanh lý của hãng nha anh chị. Còn giá mới của nó là tầm khoảng 1,5 triệu á, giá mới. Còn những cây này là chỉ thiếu cái logo thôi, có logo thì nó cũng nó không biết nó lỗi là gì, lỗi của nó thường là xước nhẹ nè. Thì em bán 700 ạ. Sau đây em xin kết thúc video này ạ. Hẹn anh chị ở clip thứ 3 nha. Chào anh chị ạ.